Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với video tiếp theo của tôi. Hôm nay là một buổi chiều khá là đẹp, nên là anh em chúng tôi hiện giờ thì đang có mặt tại Hồ Nam Núi Cốc và đang chuẩn bị để câu cá anh em nhé. Thì hôm nay là một ngày rất là mát mẻ, nên là anh em tôi rủ nhau là có kế hoạch là sẽ ra Hồ Nam để câu cá. Còn bây giờ thì thằng bạn tôi kia nó đang chuẩn bị thử xem là test chỗ nào mà hợp lý, xem là có cá nữa sẽ câu. Và bây giờ tôi đi chuẩn bị mồi nhé. Sau đấy thì lát nữa sẽ câu ở khu vực này. Đây, hôm nay trời rất là mát luôn. Ở đây thì gió tuyệt vời luôn anh em ạ. Liệu có câu được? Ngoài kia có câu được? Có. Ngoài kia thì nó lại sâu rồi thì dễ. Không, mình cứ thử khu vực này đi. Bây lấy mồi đã. Xong xem tình hình nào. Bây giờ anh em tôi sẽ đi tìm mồi nhá. Ra ở chỗ những cái kiểu là cái hồ hay là cái ao ấy, nếu mà các bạn mà xem có những hòn đá nó ở đây ấy, thì các bạn có thể lật hòn đá lên đấy, và chúng ta sẽ thấy con giun rồi đó, may mắn nhá. Nhưng mà hầu hết là sẽ có, mà thử lật hòn đá xem. Hòn to ấy. Có gì không? Cua. Có luôn con cua cơ. Hay câu cua được không? Câu bằng cua. Thôi cứ lật mấy hòn lên bên trên mấy hòn xem nào. Chắc phết mà. May mắn thì có. Vì giun nó hay ở những chỗ ẩm thấp mà anh em. Mà đặc biệt nhất là hòn đá ấy. Có. Không đi lên phía trên đi. Khu vực trên đi. Bây giờ thử lên khu vực trên này. Không có thì lát phải lấy xúc xích cho thôi nhỉ. Lấy thử hôm nay đi béo. Lên. Thế mà không lên hòn đá thì nhá, thua thì tặng phết rồi mày. Hôm nay có vợ yếu hẳn nhỉ. Lần lượt bên này này, bây giờ đi. Chắc rồi. Có dấu vết của giun này anh em, thấy chưa? Thấy nhá. Có lỗ giun nhưng mà đây hy vọng có. Thôi, ngày xưa hòn đá to hơn người mà nó vẫn quật lên được, nhưng mà từ ngày lấy vợ là bắt đầu yếu gì anh em ạ. Không biết là lấy vợ có sướng hay khổ thật ấy. Dấu vết không? Có. Mấy hòn trên bên trên đấy kìa. Đây này. Đây này. Đây này. Đây. Có dấu vết. Đấy, nhưng mà chắc hôm nay trời mát là bọn giun nó chơi hết rồi. Bọn này cũng rảnh ghê nhỉ. Tôi thử lên tôi lật hòn này nhá. Ủa. Tủ kiến anh em ạ. Toàn kiến. Ui, này lại làm bánh trứng kiến nữa nhỉ. Ê, nghe thấy chưa? Không có. Đây xem. Có. Ở đây có một con bé quá. Đâu? À, được. Bé quá. Đây. Có một con. Con này chắc là nó chưa dậy bé thì quá. Bé quá nên mẹ chưa cho đi chơi. Hôm nay là các anh chị là có đôi có cặp đi chơi hết rồi, là còn em này là chưa dậy thì nhưng là bé quá. Thôi tạm đi bé ơi, tạm đi, cầm tạm đi. Đâu rồi, chui đâu rồi? Trong túng cỏ này. Đây. Đây lấy được to, được mà. Thôi cứ cầm một con nữa đi, hay là tìm tiếp. Được. Đủ, nó vừa cái móc câu mà. Cho vào cái túi đi, cái lá nó cuộn vào, xong rồi tìm tiếp mấy con nữa rồi. Mình ngó lại ta xem nào. Đấy.
cho anh nhá. Kinh nghiệm mà đi câu ở hồ hay là ao mà nó có những hòn đá nhiều này ấy, thì thứ nhất là mình không phải đào giun này, thứ hai là nó sẽ có sẵn thôi. Nhưng mà hôm nay không biết là ngày gì thôi, ngày thường tôi đi là có rất nhiều luôn. Này nó hơi đen đây, những kiểu hòn này này lên xem đấy, dấu tích có ấy. Hôm nay là ngày gì nó không có đâu, chứ còn bình thường tôi đi câu là tôi vẫn làm theo cách này mà kiếm được rất nhiều mồi luôn và câu được rất nhiều cá luôn. Đây đây đây, để thấy đợt ra cầm đây. Đây đây. Đấy. Đây đây, một con này là ngon rồi anh ạ, tôi tin là một con to lắm. Ê nhá. Thấy chưa? Đấy, con này được đấy. Già quá rồi, không đi được nữa. Được rồi, con này đang FA cho nó không đi anh em ạ. Thôi rồi, ok. Bây giờ con mồi là chắc là câu được vài cân đấy thử nhỉ. Bây giờ thì thằng bạn tôi sẽ đi câu xong con lùn vào cái móc câu. Sau đấy thì sẽ câu anh em nhá. Cắt nửa ra thì cái này sâu trước cắt. Ui, ngày xưa con run là mình lại còn lấy nghịch cơ. Bây giờ không dám cầm thật. Nãy giật mình cơ mà. Vừa sướng, vừa sợ. Xong rồi, vậy là đã móc xong câu. Bây giờ thì thả câu xuống đi. Quăng một phát này là gì ạ? Câu được quăng được không? 3, 2, 1. Sắp phao ấy đấy. Thì phao ngắn đấy. Cho sâu xuống một tí đi. Bây giờ đợi cho anh em. Câu phải kiên trì thì mới đợi được. Ngoài xa xa kia là có một con thuyền này, anh em thấy chưa? Các bác đang đi chơi đi làm gì ấy? Đánh cá hay gì đó. Còn phía khu này là có vài con ngỗng đây, thấy anh em thấy chưa? Đấy. Ngỗng hôm nay nó cũng đi chơi. Đúng 4 con luôn, 2 đôi luôn. Tao mày thành một đôi đấy. Mình anh em mình một đôi nhỉ. Thôi bây giờ phải kiên trì thôi anh em, phải đợi thôi. Thật ra cái đi câu này ấy, thì tôi cũng chưa chắc là tôi sẽ câu được đâu nha anh em nhé. Nên là đến cuối video anh em cứ chờ đợi nhé. Đến cuối video thì hy vọng là sẽ có thành quả cho hai chúng tôi. Còn nếu không có thì anh em hết sức thông cảm nhé. Bởi vì là cái câu này mình cũng chưa chắc là hôm nay mình đi mình sẽ được như này. Đấy, nó không như là đi đánh lưới là như gì đó. Thì đánh lưới ít hay nhiều thì chắc chắn sẽ có, sẽ được đúng không? Nhưng mà đi câu ấy thì mình cũng chưa chắc được. Bây giờ phải kiên trì đợi thôi, xem tình hình như nào. Bởi vì thật ra lâu lắm tôi cũng không đi câu ấy, hôm nay là cũng lâu lắm rồi. Hôm nay trời mát mát thì là anh em rủ ra đây chơi, buổi chơi với câu một chút. Các bạn đang được xem như hình ảnh tôi đang quay ở Hồ Nam Núi Cốc. Ở khu vực này thì cách Hồ Núi Cốc khoảng 3 km gì đó, đúng không? Tầm tầm đấy, tôi không rõ bao nhiêu nhưng mà cũng cách đây còn mấy cây đấy. Thì ở khu vực khu du lịch Hồ Núi Cốc ấy, thì ở đây thì các bạn có thể thấy là ở kia là có mấy cái nhà này, mấy cái trò này. Thì ở trên đó thì gọi như là cái phim trường ở đây. Những cặp đôi nào cưới thì về chụp ảnh đây hoặc là chụp kỷ yếu ở đây. Và các bạn đi picnic hoặc là đi chơi với bạn bè thì có thể ra khu vực ngoài này và có thể nướng gà này, nướng nói chung là các thứ ở đây luôn. Ở bên đây em có nhé. Khu bên này này có mấy cái nhà này. Và khi vào đây nếu mà
các bạn đi thẳng vào cái nhà ấy mà các bạn muốn ở nghỉ trong nhà đó thì các bạn phải nộp phí cho người quản lý ở đấy. Còn bạn nào mà đi chơi một lúc thôi ấy, như kiểu tôi hôm nay đi câu ấy thì không muốn vào đấy nghỉ ngơi ấy, thì đi cái con đường này, ở trên này có một con đường nhỏ nhỏ xuống đây, đi từ đường đấy được cái ô tô đó đi xuống vào đây đấy, thì vào đây thì chúng ta sẽ vui chơi ở đây mà không mất phí nhá anh em nhá. Còn nếu bạn nào mà muốn nghỉ ngơi hoặc là muốn chụp ảnh hay làm gì đó ở trên những cái nhà kia thì các bạn phải trả phí nhá. Ở đây thì rất vui luôn, thoải mái anh em ạ. Trên này thì có đồi cây này, ở dưới thì có hồ. Anh em chọn những cái ngày mà nó nắng thì đi sẽ hợp lý hơn, bởi vì là nắng thì mình sẽ còn có chỗ mà mình nghỉ ngơi này, bởi vì nắng ở đây thì có rất nhiều cây cho nên là rất mát. Còn nếu ngày mưa ấy, ngày mưa thì vào đây thì nó hơi buồn một chút, chúng ta sẽ không đi chơi được nhiều. Và chủ yếu thì vào đây thì chỉ là đi nướng gà thôi, thì anh em nếu mà ngày mưa thì sẽ không có điều kiện để mình nướng gà hoặc là mình tổ chức hoạt động picnic ở ngoài trời được. Hôm nay anh em tôi xuất phát là khoảng 4:30 thì có lẽ là sẽ về muộn một chút, nên là anh em tôi đã chuẩn bị đầy đủ đây rồi, có nước này, có đồ ăn trong này, còn anh em tôi gói thêm cơm đi nữa đấy, lát nữa đói thì mình ăn, còn câu được thì câu, không câu được thì mình sẽ về đấy, coi như là hôm nay mình đi chơi vui vẻ thôi nhé. Nên là các bạn xem video của mình, nếu mà không câu được cá ấy, thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Hôm nay anh em tôi đi là đã chuẩn bị một số đồ này anh em, các bạn. Một chai nước lọc này. Và một cái gì đây? Anh em biết là cái gì không? Đây là cơm đấy. Cơm chúng tôi nấu từ nhà đi đây. Trong này có một quả trứng. Anh em thấy chưa? Một trứng gà đây, nếu mà đói thì lát nữa sẽ ăn luôn. Còn tiếp theo là xúc xích ăn liền. Có mấy cái đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 cái xúc xích nha. Và tiếp theo có một món nữa đây. Ok anh em biết gì chưa? Đấy, mua thêm 2 lon bia này. Lát nữa là được cá thì chúng tôi sẽ nấu, sẽ nướng luôn cá ở đây và ăn cùng mấy món này. Còn nếu không thì thôi, chấp nhận là ăn những cái món mình đi mua vậy. Còn hôm nay mục đích của chúng tôi đi là không phải để nặng cái vấn đề mà sẽ được cá đâu, anh em đi chơi thôi, vui vẻ thôi. Được cá thì vui, mà không được thì cũng về thôi, cũng chẳng sao cả. Bởi vì hôm nay cũng mình cũng là một ngày đi chơi mà, nhá. Lát nữa được cá thì tôi sẽ quay cho anh em xem nhá. Từ nãy thì đợi vẫn chưa có động tĩnh gì anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ ra đây xem như nào nhá. Bây giờ cái phao thì vẫn ở kia, mà chưa thấy nhảy gì cả. Tôi zoom lại cho anh em xem nha. Đó. Bây giờ đây này. Kiên trì đợi một lúc nữa xem sao. Các bạn đi câu thì phải kiên trì một chút. Tôi sẽ cố gắng kiên trì hết sức có thể để xem hôm nay sẽ câu được con cá nào không nhé. Bây giờ thằng bạn tôi nó phải kiểm tra cái em cái câu xem cá nó có động tĩnh gì không. Đấy, kiểm tra xem nào. Sợ ăn hết mồi ấy. Hết mồi à? Đấy mà. Khá buồn anh em ạ. Lúc nãy thì tôi thấy cái phao nó có động rồi, nhưng mà chắc là mấy con cá bé nó rỉa nên là nó không cắn. Từ nãy ngồi là hơn tiếng rồi đấy. Mồi đâu? Còn một nửa con đun cơ mà. Thử xem, thử đổi vị trí xem nào. Bây giờ thử đổi vị trí xem là có may mắn không. Nếu không may mắn thì thôi chấp nhận. Bây giờ lại tiếp tục móc một tiếp nửa mồi tiếp theo để xem anh em tôi hôm nay là có được may mắn không. Rồi, đúng chỗ rồi đấy.
Bây giờ chuyển sang này xem này. Tình hình là hôm nay không được may mắn rồi anh ạ. Ông bạn tôi đang chán lắm rồi, nản lắm rồi. Thôi, không được thì mình lại chuyển sang chương trình thứ hai. Đói chưa? Đói chưa? Tất nhiên. Thôi bây giờ anh em tôi thì quyết định là sẽ không câu nữa nhá. Anh em xem video của tôi không được cá thì anh em hết sức thông cảm nhá. Đừng buồn nha. Từ video tôi đã nói rồi đấy nhá. Hôm nay khá buồn. Thôi bây giờ tôi cũng muộn rồi thì chúng tôi sẽ sang khu đằng bên kia. Chỗ cỏ kia. Anh em sẽ ngồi ăn cơm đấy. Rồi tận hưởng cái không khí ở đây, cái phong cảnh ở đây một lúc thì... Ôi, anh em tôi chấp nhận là không câu được con nào và chuyển sang chương trình 2. Và chúng tôi sẽ ăn cơm giữa hồ luôn. Cảm giác ăn bờ ăn bụi nó ngon hơn nhỉ? Đây này, chỗ cao cao này. Đây, to đấy hả? Đây này. Bóc tem nào. Trứng vảnh quá. Cứ đặt để nằm xuống, không sao đâu. Nhìn bát cơm có một quả trứng nhìn ghê ghê. Không, trứng kia là trứng nó bóc. Không, chưa bóc. Nhìn bát cơm có quả trứng. Điên à. Cơm mà cúng ấy là cơm mà trứng bóc rồi. Nhìn xe tôi là tưởng lên tưởng đến cơm cúng anh em ạ. Khổ thế. Già ăn vừa ăn bụi. Lấy bóc bia đi, đéo. Bóc bia đã. Chứ đặt đây đã xong lấy bia ra trước. Không chín thì ăn được mà người ta còn ăn sống lo cái gì. Rồi. Bóc bia đi. Bóc ra để nồi cơm, để bát cơm. Đặt ở cạnh ấy. Ok, bia đã xong, xúc xích đã xong, cơm đã xong, trứng đã xong. Bây giờ chúng tôi sẽ ăn tối đây luôn. Và trước khi ăn tối thì bây giờ tôi sẽ đi rửa tay nhá anh em nhá. Ok, vậy là bây giờ chúng tôi sẽ ăn tối tại đây luôn nhá. Bây giờ không mang thìa đũa đâu. Ăn bốc, ăn bờ, ăn bụi mới ngon anh em ạ. Ngồi xuống đàng hoàng nhá. Bây giờ tôi chỉ uống bia đấy, uống bia trước đi. Nào, uống bia nào. Rồi. Xin mời tất cả các bạn nhé, mời tất cả anh em nhé. Bia này nó không lạnh, không ngon lắm. Bây giờ thử một miếng cơm, cơm này nấu vậy. Đây là cơm tám nha. Khổ thế chứ lại ăn bốc cái này. Nhưng mà ăn kiểu này là ngon anh ạ. Ngon. Xúc xích này. Ừ, làm xúc xích à. Ê, xúc xích ăn liền đây. Anh em xem cái hình ảnh này để hết sức thông cảm nhá. Ở gần đây thì nó cũng không có quán xá gì. Hai đen một chút là thế. Ăn cơm bốc cái này. Người Ấn Độ còn ăn vào nhỉ. Ừ. Không nắm được cơm này nó không dẻo. Đây là cơm đấy. Đây là cơm dẻo nhưng mà nó dẻo quá. Không nắm được đâu. Làm nước xích à. Này, trứng đây. Ừ. Ngon lắm anh ạ. Này. Ừ. Nên mình quên mất một canh nhỉ. Ừ. Mình phải nắm nắm mà ăn không phí cơm lắm. Nó rơi ra vãi ra. Đem miếng trứng này. Đây trứng đây. Trứng đi luộc từ nhà.
còn mỗi một quả chia đôi. Đời sống sinh viên mà biết là được sinh viên nghèo thế anh em ạ. Nha, xin mời tất cả anh em nhé. Bây giờ kể ra mà có cái thìa là cái gì nhỉ? Ngon. Cái gì phẳng phẳng ấy. Nói mình quên mang thìa đi nhỉ? Là tắm được rồi. Không, thử thách ăn cơm bờ không bụi này mới ngon. Rồi, xếp đây. Miếng cơm này. Miếng xúc xích. À, làm ngũ bia nhá. Mời anh em nhá. Không có gì nhưng mà ăn rất là ngon luôn đấy. Ở nhà chắc không ăn được đâu. Ở nhà bảo tôi ăn cơm với lại quả trứng là ngũ xúc xích không ăn được. Không trượt bắt nào. Đây. Thì tôi đang ngồi làm một cốc. Anh em thấy không? Hôm nay trời rất là mát này. Giữa hồ, cơm, gió mát, hồ xanh, rất tuyệt vời. Làm miếng trứng nhá. Đây. Ngon lắm. Hôm nay ăn được đúng không? Cơm không có thừa em được bảo đấy. Rất ngon nha. Nói lại một lần nữa anh em xem cái hình ảnh của tôi ăn ngày hết được cảm đấy. Cơm có ăn thì ăn rau rừng, rau rừng may cái mùa măng rau này à, thì sẽ lưng khô thì khô ấy sao mà ngon được này. Không chính như thế ăn lại như thế lại khỏe nhá. Quen Thôi có lẽ là tôi phải tạm dừng video ở đây rồi. Chúng tôi ăn cơm một lúc xong tôi di chuyển về nhà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi nhé. Và đừng quên bấm like, đăng ký, bấm nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất. Và đó là động lực để tôi sản xuất, tôi làm ra những video hay hơn, hấp dẫn hơn, đi nhiều nơi hơn để cho các bạn xem nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.